Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bên shop để giới thiệu các bạn một đồ hàng cấm, đó là dưa hấu ruột đỏ F1. Ở Hà Lan, ở Thái Lan ý, thì F1 thì người ta sẽ có cái ký hiệu luôn F1 ở đây. Đó, chữ F1 ở đây. Và một gói này thì đóng gói được 10, ở bên ngoài người ta ghi là 10 hạt. Nhưng mà khi mà bên shop mà đã cắt ra mà kiểm chứng ý, thì nó được hơn 10 hạt, được tầm 15 hạt như các bác nhé. Đó. Thế thì với cái dòng dưa hấu ruột đỏ này thì nó sẽ là quả hình oval. Nó không hẳn là quả dài mà nó sẽ là hình oval. Với dòng dưa hấu này thì trồng rất là bảo đảm. Tỷ lệ lẻ mầm đạt khá là chuẩn, tầm 90%. Tuy là đóng gói được ít hạt thôi nhưng mà chất lượng hạt giống rất là ok. Một quả này thì rơi vào khoảng tầm 3 đến 4 cân ạ.